Chào mừng các bạn đã trở lại với chuyên mục Việt Nam vẻ đẹp tiềm ẩn được phát trên kênh YouTube Băng Phương ZN Tiềm Ẩn. Nhìn thoáng qua chắc hẳn các bạn cũng đoán ra được tượng đài này là nhân vật nào rồi đúng không ạ? Vâng, đó chính là tượng đài Thánh Gióng, hiệu là Phù Đổng Thiên Vương, nằm trong quần thể di tích Đền Gióng. Ngài là một nhân vật trong truyền thuyết, một trong bốn vị thánh mà người Việt gọi là tứ bất tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Và chắc các bạn cũng vẫn còn nhớ đúng không ạ? Ngay từ nhỏ thì mỗi chúng ta cũng đều được là ông bà, cha mẹ kể, hoặc là chúng ta cũng đã từng đọc qua sách vở về Thánh Gióng. Ngài được xem là tượng trưng cho tinh thần chống giặc ngoại xâm và sức mạnh tuổi trẻ của người dân Việt Nam. Đền Gióng nằm ở núi Sóc, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, là một quần thể di tích lịch sử gồm đền Trình, chùa Non Nước, đền Thượng, đền Mẫu nơi thờ mẹ Thánh Gióng, chùa Đại Bi, hòn đá Chồng, nhà bia và đặc biệt là bức tượng đài Thánh Gióng được đúc bằng đồng nguyên chất. Quần thể di tích này đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Từ cổng đi vào là đền Trình hay còn gọi là đền Hạ, là nơi đặt tượng thờ Sơn Thần. Bức tượng này được đúc hoàn toàn từ đồng nặng 7 tấn với phong thái vô cùng uy nghi. Bên ngoài đền còn có gốc đa cổ thụ cùng với hồ nước quanh năm xanh trong. Đền Hạ được vua Lê Đại Hành cho xây dựng đúc tượng để bày tỏ lòng tưởng nhớ đến công lao phù giá, báo mộng linh ứng của quan thần linh núi Sóc giúp đánh tan giặc Tống. Thần nhiều lần hiển linh đánh giặc, chống thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản, được nhân dân suy tôn là thánh. Trên mũ tượng khắc ba chữ Thánh, Thần, Vương. Đối diện với chùa Đại Bi là đền Mẫu, nơi thờ mẹ Thánh Gióng. Đây cũng là một ngôi đền nhỏ nhưng có những nét chạm trổ hết sức tinh xảo. Trước cổng đền có dòng chữ Phù Đổng Danh Truyền Thiên Thượng Mẫu. Phía trong đền có tượng Mẫu với nét mặt hiền từ, khoan dung, sơn son thiếp vàng. Bên ngoài có giếng Mẫu với màu nước bốn mùa xanh trong mắt rượi. Đền Mẫu bắt nguồn từ ngôi miếu nhỏ thờ người mẹ sinh ra Thánh Gióng. Tương truyền thắng giặc ân, Thánh Gióng cưỡi ngựa về chân núi Sóc, thấy có giếng nước trong mát nằm dưới tán cây đa già cổ thụ, nhớ quê, nhớ mẹ, ngài xuống ngựa dùng ngón sắt múc nước, gột rửa bụi trần, quay đầu về phương Nam quê nhà vái lạy mẹ tạ ơn dưỡng dục sinh thành, sau đó phi ngựa lên đỉnh núi đá Chồng bay lên trời. Tại đây nhân dân đã cho lập miếu thờ người mẹ đã sinh thành ra Thánh Gióng. Đền được xây năm 1643, trước đền có ao hình bầu dục, là nơi hàng năm rước nước về đền thượng cúng. Cách đền Mẫu 500m là khu vườn của mẹ Thánh Gióng, có bia đá để đặt trong một nhà bia nhỏ và có tảng đá in dấu chân người khổng lồ đã từng dẫm nát vườn rau trong một đêm mưa mà sau này mẹ Thánh Gióng ướm thử chân vào, về nhà mang thai, sinh ra Thánh Gióng. Nơi này được gọi là Cố Viên, tức là vườn cũ. Qua đền Trình theo một con đường lát gạch là đến chùa Đại Bi, ngôi chùa nhỏ nhưng có lối kiến trúc độc đáo với những khung cửa được phủ sơn đỏ, mái vòm uốn cong hai đầu vút lên đẹp mắt, những hàng ngói đỏ phủ rêu cổ kính. Bên trong ngôi chùa là những hoành phi câu đối được sơn son thiếp vàng lộng lẫy và uy nghiêm. Chùa Đại Bi được khung Việt quốc sư Ngô Chân Lưu sinh năm 933, mất năm 1011, tu từ thế kỷ thứ 10, sau được Tỳ Sa Môn Thiên Vương báo mộng, sư đã rời lên ngang núi xây và trụ trì chùa Non. Ông là cháu đích tôn của vua Ngô Quyền. Thiền sư Ngô Chân Lưu có công chấn chỉnh văn hóa Việt, đưa Phật giáo thành quốc giáo, là người đầu tiên được phong tăng thống trong lịch sử năm 971. Khung Việt là chức danh được cả ba triều Đinh, Lê, Lý trọng dụng phong quốc sư. Sư là nhà ngoại giao, nhà quân sự, nhà văn, thầy thuốc, nhạc sĩ, để lại nhiều nghiên cứu có giá trị. Thiền sư là người giúp vua Lê Đại Hành lập đàn cầu Thánh Gióng phù trợ đánh giặc. Lời cầu linh nghiệm,
ca khúc Khải Hoàn trở về vua ủy thác cho ông xây dựng khu đền. Đền Thượng là ngôi đền cuối cùng trong quần thể 4 công trình nằm dưới chân núi Vệ Linh, ẩn trong những tán lá cây rậm rạp của ngọn núi này. Đền thờ Đức Thánh Gióng có nhà đại bái và hậu cung. Trước cửa đền có một đôi ngựa gỗ tượng trưng cho ngựa sắt mà Thánh Gióng đã cưỡi khi đánh đuổi quân thù. Đây là nhà bia. Nhà bia này không giống với nhà bia ở các đình chùa khác, hoàn toàn được xây dựng bằng đá phiến. Phần thân nhà vững chãi gắn liền với đỉnh hình chóp nón, trông xa giống như chiếc nón sắt của Thánh Gióng năm xưa. Theo người dân nơi đây, nhà bia đã tồn tại hàng trăm năm. Tham quan các đền trong cụm di tích đền Gióng thì Băng Phương cùng ekip sẽ lên đỉnh núi đá Trồng để tìm hiểu cũng như là để chiêm ngưỡng cái sự oai hùng của tượng đài Thánh Gióng. Sẽ có hai cách để lên tượng đài. Các bạn có thể đi bộ bằng cách leo bậc thang để lên đỉnh núi. Ngoài ra thì các bạn có thể thuê xe điện hoặc xe ôm tại đây. Vì trời vừa mưa xong nên là các bậc leo rất là trơn. Do vậy mà Băng Phương đã chọn cách là đi xe ôm. Quãng đường từ dưới đền Thánh Gióng đi lên tới tượng đài là 5 km. Đường đi rất là dốc và có nhiều khúc cua nguy hiểm. Các bạn sau này nếu có dịp trải nghiệm cung đường này thì cũng nhớ là quan sát thật kỹ trong quá trình cầm lái nhé. Các bạn ơi, hiện tại thì Băng Phương đang có mặt ở tượng đài Thánh Gióng, tọa lạc ở trên đỉnh núi đá Trồng, cao 297m so với mực nước biển. Bây giờ chúng ta cũng tiếp tục đi lên tượng đài nhé. Tượng đài Thánh Gióng tọa lạc trên đỉnh núi đá Trồng, núi cao 297m, thuộc thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Núi đá Trồng là ngọn núi thiêng thuộc dãy núi Tam Đảo, nơi tích tụ linh khí của trời và đất. Sau khi đánh thắng giặc Ân, Thánh Gióng đã cởi lại áo giáp bay về trời từ đỉnh ngọn núi để tưởng nhớ công ơn to lớn của Đức Thánh và giáo dục tinh thần yêu nước của thế hệ người Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã làm lễ đặt bệ đúc tượng đầu tiên vào ngày 9 tháng 9 năm 2009. Ngày 19 tháng 5 năm 2010, tượng Thánh Gióng được rước lên đỉnh núi đá Trồng để lắp dựng. Ngày 5 tháng 10 năm 2010, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài Thánh Gióng. Đây được xem là một trong những công trình văn hóa trọng điểm chào mừng đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Tượng đài Thánh Gióng được đúc bằng đồng nguyên chất nặng 85 tấn, cao 11,7m, với độ vươn ra là 16m, mô phỏng hình ảnh vị thánh trẻ tuổi tay mang che ngà, thúc ngựa hướng lên trời xanh. Nhà văn Cao Bá Quát đã từng viết: "Đánh giặc lên ba hiềm đã muộn, lên 9 tầng mây giận chưa cao." Thánh Gióng là hình tượng tiêu biểu của người anh hùng đánh giặc cứu nước. Trong văn học dân gian Việt Nam, đây là hình tượng người anh hùng đánh giặc đầu tiên tiêu biểu cho lòng yêu nước của nhân dân ta. Thánh Gióng là người anh hùng mang trong mình sức mạnh của cả cộng đồng. Từ thực tế trong công cuộc đánh giặc bảo vệ đất nước của cha ông ta, hình tượng Thánh Gióng đã được thần thánh hóa và trở thành nhân vật anh hùng với tinh thần ý chí cuột khởi trong cuộc chiến chống giặc ngoại bang xâm lược.
Thánh Gióng là nhân vật huyền sử thời Hùng Vương thứ 6 dựng nước, hiệu là Phù Đổng Thiên Vương. Ngài sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại làng Gióng, tức là làng Phù Đổng, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội. Lúc sinh ra đến 3 tuổi rồi mà cậu bé Gióng chẳng chịu cười, chịu nói. Nhưng khi nghe lời kêu gọi của nhà vua tìm người tài ra giúp nước đánh giặc Ân, cậu bé Gióng bỗng vươn vai đứng dậy, ăn một lúc hết 7 nong cơm, 3 nong cà, uống một hớp nước cạn đà khúc sông. Rồi từ biệt mẹ, nhảy lên lưng ngựa sắt, xông thẳng ra trận, đánh đuổi quân giặc. Đất nước thanh bình, anh hùng Gióng không trở về làng nữa, mà cưỡi ngựa sắt đến núi Vệ Linh, ngắm nhìn lần cuối nơi mình sinh ra, rồi cùng chiến mã vút thẳng về trời, nên ngài có hiệu là Phù Đổng Thiên Vương, nhưng dân phong ngài là Thánh. Thời Lê Thánh Tông, nữ sĩ nổi tiếng Ngô Chi Lan nhân một lần đến núi Vệ Linh, bà đã viết bài thơ vịnh sử về anh hùng Gióng như sau. Vệ Linh mây trắng dọc rừng xuân, muôn tía nghìn hồng ngát cõi trần. Ngựa sắt lên trời tên chấp sử, nước non vang dậy một uy danh. Ngài là một trong tứ thánh bất tử trong tín ngưỡng của người Việt Nam. Tôn vinh ngài như một biểu tượng truyền thống anh hùng chống ngoại xâm của dân tộc Việt. Tại làng Phù Đổng cũng như nhiều nơi khác trên đất nước Việt Nam đều có lập đền thờ ngài. Hằng năm ở làng Phù Đổng, nhân dân thường tổ chức hội gióng vào tháng 4 âm lịch để tưởng nhớ đến sự tích đánh giặc Ân cứu nước của ngài. Có câu, thứ nhất là hội cổ loa, thứ nhì hội gióng, thứ ba hội chèm. Đều là những ngày hội nhớ ơn những anh hùng chống giặc ngoại xâm cứu nước. Thưa các bạn, như vậy là Băng Phương đã cùng với các bạn tham quan và tìm hiểu xong đền Gióng. Hy vọng rằng video này sẽ mang lại nhiều cảm xúc và ý nghĩa đến với mọi người. Băng Phương chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Và xin các bạn đừng quên ủng hộ Băng Phương bằng cách nhấn nút like, comment, chia sẻ cũng như là đăng ký cho kênh YouTube Băng Phương Set Enter bạn nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Băng Phương xin cảm ơn đại lý vé máy bay giá rẻ Ngọc Mai Dũng đã đồng hành cùng chương trình. Mọi sự liên hệ đặt vé máy bay giá rẻ trong nước và quốc tế xin gọi đường dây nóng hotline 0967 24 2345.